Xin kính chào anh chị đã quay trở lại với Guitar Đồng Tâm. Ngày hôm nay Guitar Đồng Tâm mang đến cho anh chị một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Trên tay Guitar Đồng Tâm đây là một chiếc âm ly dành cho guitar đến từ thương hiệu Acus. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng về âm thanh tại Italia trên 40 năm các anh chị ha. Đây là chiếc âm ly One Forstrings 5T Wood, một chiếc âm ly phân khúc tầm trung dành cho guitar và vocal, cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị nhé. Đầu tiên là thiết kế đẹp mắt. Thứ hai là thương hiệu Italia, sản xuất tại Italia luôn anh chị nhé. Thứ ba là rất nhỏ gọn và đa năng. Thứ tư là công suất cực kỳ lớn anh chị ha. Và thứ năm là giá nó cực kỳ rẻ luôn anh chị nhé. Hãy cùng Guitar Đồng Tâm tìm hiểu về chiếc âm ly này của thương hiệu Acus anh chị ha. Đầu tiên là về thiết kế của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này được thiết kế với chiều cao là 30,5 cm. Bề ngang của chiếc âm ly này là 25 cm. Và chiều sâu của chiếc âm ly này là 27 cm anh chị nhé. Với trọng lượng chỉ có là 7 kg. Thì đây là một trọng lượng khá là nhẹ, anh chị có thể là đi du lịch hay là xách tới xách lui đi tiệc event rất là tiện luôn các anh chị nhé. Body của chiếc âm ly này thì được làm hoàn toàn là full gỗ luôn anh chị nhé. Đây là dòng gỗ S3 lớp, được hãng họ phủ lên một lớp sơn nhám rất là mịn màng, nhìn nó rất là đẳng cấp các anh chị ạ. Mặt trước của chiếc loa này thì có một lớp thép chống gỉ ha, được cách điệu ở giữa như thế này, tạo ra một cái điểm nhấn cho chiếc loa này. Nhìn từ xa thì chúng ta có thể là quan sát thấy là phía bên trong thì gồm có là một củ loa trầm và một củ loa trét. Vậy thì hãy cùng Guitar Đồng Tâm tìm hiểu về hai củ loa này các anh chị nhé. Tổng công suất của chiếc loa này sẽ là 75W các anh chị nhé. Với cái củ loa phía bên dưới là củ loa bass hay còn gọi là củ loa trầm, công suất của nó sẽ là 40W ha. Màng e căng rất là đẹp, cũng như là gân chỉ nó rất là sắc sảo, rất là tỉ mỉ luôn anh chị nhé. Tiếp tục nữa là phía trên đây là một cái củ loa kép ha. Củ loa này thì có công suất là 10W các anh chị ha. Tổng công suất tối đa của chiếc âm ly này sẽ là 75W ha. Bên cạnh này thì sẽ có một cái lỗ để thoát hơi. E căng của nó rất là đẹp các anh chị nhé, bằng thép chống rỉ ha. Với cái giao diện thiết kế như thế này thì cho phép chiếc am này cho ra cái công suất tối đa là 75W ha. Và một điều rất đặc biệt đó là chiếc loa này có thể là đánh cho chúng ta được 3 giải tầng âm luôn anh chị nhé. Đó là giải bass, giải tầng thấp phía dưới, giải trung và giải treble. Cho nên là cho ra cái chất lượng âm thanh nó rất là hay, rất là mượt mà và rất là sạch anh chị nhé. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái tính năng nút điều chỉnh trên cái chiếc âm ly này ha. Về cái phần giao diện điều khiển trên cái chiếc âm ly này thì sẽ có cho chúng ta là 2 channel các anh chị nhé. Một cái channel phía trên dùng cho là guitar hoặc là micro, và một cái channel số 2 ở phía dưới các anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từng channel một ha. Đầu tiên đối với là channel ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái cổng để kết nối đầu jack của nhạc cụ vào trong này hoặc là micro vào trong này anh chị ha. Tiếp theo thì sẽ có nút gain volume. Cái nút này thì dùng để căn chỉnh độ lớn nhỏ của cái channel này ha. Tiếp đến là chúng ta sẽ có căn chỉnh hai từ âm 15 decibel cho tới là dương 15 decibel các anh chị nhé. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có căn chỉnh middle ha, tần số tầm trung, và căn chỉnh loud, có nghĩa là căn chỉnh tần số bass các anh chị nhé. Và ở đây nó sẽ có một cái nút điều chỉnh, đó là điều chỉnh effect ha. Đây là cái nút điều chỉnh mà rất là hay. Chúng ta khi hát hoặc là khi chúng ta chơi nhạc cụ chúng ta phải cần tới nút này để nó làm mềm tiếng hoặc là nó sẽ dịu cái tiếng của chúng ta ha. Tiếp theo nữa là ở cái channel 2 bên này thì nó sẽ có, cũng như channel 1, nó sẽ có một cái cổng line để chúng ta có thể kết nối nhạc cụ hoặc là micro vào trong này. Tiếp theo là cũng là volume lớn nhỏ. Tiếp nữa là cũng là chỉnh được 2 ha, rồi là middle tần số tầm trung, rồi là bass ha, và cũng là effect luôn các chị nhé. Và điều đặc biệt là ở đây nó sẽ có 2 nút tách biệt hoàn toàn ha. Master volume có nghĩa là nút căn chỉnh lớn nhỏ của tổng thể cái loa này các chị nhé. Tiếp nữa là ở đây là sẽ có là cổng AUX, volume của cổng AUX các anh chị ha. Đối với chiếc âm ly này thì sẽ không có tính năng Bluetooth trên cái chiếc âm ly này, cho nên hãng họ đã thiết kế một cái cổng AUX để cho anh chị thì là truyền tín hiệu âm thanh đầu vào ha. Và khi các anh chị mua chiếc loa này tại Guitar Đồng Tâm thì anh chị sẽ được Guitar Đồng Tâm tặng kèm cho mình một thiết bị thu Bluetooth để chúng ta thấy là thu trực tiếp âm thanh đường nhạc vào đây mà không cần phải kết nối dây dợ lọt vào anh chị nhé. Tiếp nữa đó là ở bên này nó sẽ có cho anh chị là 2 cổng ha. Một cổng ở bên này thì thế anh chị có thể là kết nối đầu cổng Canon vào trong này luôn để lấy cái tín hiệu âm thanh cho nó tốt. Và đặc biệt ở đây là sẽ có một cái đường layout các anh chị ha. Anh chị có thể là kết nối với những cái dàn âm thanh khác để truyền thêm tín hiệu vào, để chúng ta mà có nhu cầu sử dụng những cái nguồn âm thanh lớn hơn thì chúng ta sẽ kết nối vào đây ha. Rồi, đây là cái giao diện ở phía trên, và cùng Guitar Đồng Tâm tìm hiểu về giao diện phía sau các anh chị nhé. Và đây là cái giao diện ở đằng sau của chiếc âm ly này ha các anh chị ha. Đầu tiên thì sẽ có một bộ phận cấp nguồn, và nguồn để xài chiếc âm ly này là nguồn 220V các anh chị nhé. Thì các anh chị hình dung là những cái dòng loa mà cao cấp, loa xịn thì đa số sẽ dùng nguồn điện trực tiếp, bởi vì nguồn điện trực tiếp đưa vào bo mạch thì nó mới đủ cái công suất để nó đẩy ra được những cái chất âm cực kỳ hay như chúng ta mong muốn các anh chị ha. Rồi tiếp theo nữa, ở đây thì sẽ có một cái nút on off dùng để tắt mở cái chiếc âm ly này các anh chị nhé. Đây sẽ là bộ phận tản nhiệt ở phía ngoài của chiếc âm ly này ha. Những cái thanh tản nhiệt như thế này sẽ giúp cho chiếc âm ly này hoạt động. Dù cho anh chị có thể là chơi lâu, thời gian lâu bao nhiêu thì nó vẫn luôn luôn trong cái trạng thái là ổn định nhất anh chị ha. Một chiếc tản nhiệt cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn của hãng Acus anh chị ha. Và trên này sẽ là những cái thông tin của hãng ha. Made in Italia các anh chị nhé. Rồi và bây giờ em Sang sẽ test âm thanh của chiếc âm ly này qua cái cổng nhạc cụ guitar cũng như là test bằng micro để test cái vocal cho các anh chị nghe nhé. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào kỳ dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Rồi vừa rồi Guitar Đồng Tâm đã cùng anh chị trải nghiệm về cái dòng loa Acus One Forstrings 5T này các anh chị nhé. Và cái dòng loa này khi anh chị mua tại Guitar Đồng Tâm sẽ được bảo hành cho mình tới tận là 3 năm, một đôi vào trong 7 ngày nếu mà bị lỗi anh chị ha. 100% là chính hãng. Ngoài ra Guitar Đồng Tâm sẽ tặng kèm cho anh chị một thiết bị kết nối Bluetooth không dây như thế này để anh chị có thể là kết nối vào chiếc loa này, mình không cần phải sử dụng dây giờ nó lòng vòng anh chị nhé. Và đặc biệt là Guitar Đồng Tâm có hình thức trả góp 0% lãi suất khi anh chị mua tất cả những dòng sản phẩm tại Guitar Đồng Tâm. Và các anh chị có nhu cầu mà cần tư vấn thêm về cái dòng âm ly này, hoặc là các anh chị có nhu cầu cần tư vấn thêm về những dòng âm ly khác mà anh chị mong muốn, anh chị hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với Guitar Đồng Tâm, hoặc bấm vào những đường link số điện thoại phía bên dưới để Guitar Đồng Tâm tư vấn cho anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, chúc anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Guitar Đồng Tâm xin chào.